Cuối tuần này, Ngoại hạng Anh sẽ sôi động trở lại với các trận đấu vô cùng hấp dẫn tại vòng 13 và cú đề pa mang tên siêu kinh điển nước Anh giữa Manchester City và Liverpool sẽ là sự kiện mà người hâm mộ trên khắp thế giới không thể bỏ qua. Và nói khung hoa khi mọi ngả đường đều hướng về Etihad cho một màn thư hùng long tranh lổ đấu dưới màn sương mù của Manchester. Sau 2 tuần tạm nghỉ để nhường chỗ cho FIFA Days tháng 11, còn gì tuyệt vời hơn khi phát súng mở màn lại là đại chiến giữa các vì sao Man City đối đầu với Liverpool, nơi cả hai đang đứng trên đỉnh sương mù, chỉ hơn kém nhau đúng một điểm mà thôi. Một trận chiến để tìm ra chủ nhân xứng đáng ngồi trên ngai vàng sau vòng 13 Premier League khép lại. Đồng thời, kẻ thắng sẽ tạo ra lợi thế rất lớn cho việc bứt phá trước chính đối thủ. Chính vì những lợi ích to lớn đó, chẳng có bất kỳ lý do nào để có thể ngăn cản Pep Guardiola cũng như Jurgen Klopp quyết tâm tìm được chiến thắng. Tuy vậy, 3 điểm chỉ giành được cho một đội bóng. Điều đó cũng có nghĩa là một kẻ sẽ phải gom trọn niềm đau sau 90 phút tại Etihad. Vậy thì hôm nay, hãy cùng điểm qua sự chuẩn bị của cả hai đội bóng trước thềm trận chiến sống còn này để xem liệu Man City hay Liverpool mới xứng đáng có được chiến thắng, hay sẽ là một cuộc đấu bất phân thắng bại tạo cơ hội để những kẻ phía sau như Arsenal hay Tottenham vượt lên. Tình hình tại Manchester City những ngày qua tương đối ảm đạm. Họ bước vào trận đại chiến với Liverpool sau trận hòa 4 đều cay đắng trước Chelsea. Cole Palmer đã sắt muối vào đội bóng cũ với pha đá pen thành công ở phút 90+5. Qua đó cũng khiến cho The Citizen đứt luôn mạch 5 trận toàn thắng trên mọi đấu trường. Khó khăn còn bùa vây với thầy trò huấn luyện viên Pep Guardiola khi FIFA Days tháng 11 đã bào mòn lực lượng của nhà vua nước Anh không hề nhẹ một chút nào. Họ vẫn đang phải hồi hộp chờ đợi kết luận cuối cùng về chấn thương của Erling Haaland trên sút số 1 câu lạc bộ. Cơn đau mắt cá đang hành hạ Erling khi sát thủ Na Uy phục vụ nghĩa vụ quốc gia. Chưa hết, tình trạng sức khỏe của Rodri cũng đang là một dấu hỏi sau khi tiền vệ trụ cột này gặp vấn đề ngay trước trận đấu gặp đảo Sheep. Trước đó, cả Ederson Moraes và Mateo Kovacic đều rút lui khỏi đợt tập trung đội tuyển quốc gia cũng vì chấn thương. Thực sự khi điểm danh những cái tên kể trên thì chúng ta có thể thấy bài toán dành cho Pep trước trận cầu tâm điểm vòng 13 là không hề dễ dàng một chút nào. Nên nhớ, những thiếu hụt từ Nathan Ake, Kevin De Bruyne, Sergio Gomez hay là John Stones đã khiến Pep Guardiola chỉ còn 8 cầu thủ dự bị trong trận đại chiến với Chelsea. Mà việc cả Ederson, Haaland hay là Rodri không kịp bình phục thì nhân sự của đội 1 của Man Xanh sẽ rơi vào trạng thái khan hiếm trầm trọng. Và đây còn là 3 trụ cột không thể thay thế ở vị trí họ đang nắm giữ. Chính điều ấy khiến cựu thuyền trưởng của Barca không thể không lo lắng. Nhất là khi đối thủ của họ, Liverpool, cũng chỉ là đội đang đứng thứ 2 trên bảng xếp hạng. Sau chiến dịch mùa giải năm ngoái khá bết bát, Jacob đang trở lại một cách đầy mạnh mẽ ở mùa bóng năm nay. Chiến thắng tưng bừng 3-0 trước Brentford giúp cho đoàn quân của Jurgen Klopp có được thắng lợi thứ 8 từ đầu mùa. Lữ đoàn đỏ cũng đang sở hữu thành tích 5 trận bất bại liên tiếp tại Ngoại hạng Anh kể từ sau trận thua đầy tranh cãi trước Tottenham Hotspur. Một hình ảnh của ông lớn sẽ sở hữu sức mạnh như muốn bóp nghẹt đối thủ đang dần xuất hiện trở lại Anfield. Tuy vậy, vấn đề thể trạng của các trụ cột đối với Jacob cũng là tương đối nhức nhối, chỉ là họ không đáng lo ngại như Man City mà thôi. Liverpool vẫn mất Andy Robertson, Thiago và Stefan Bacetic vì chấn thương dài hạn. Ibrahima Konate và Ryan Gravenberch để ngỏ khả năng ra sân. Curtis Jones có thể trở lại. Cơ mà vấn đề lớn nhất đó là dàn sao Alexis McAllister, Luis Diaz, Darwin Nunez và Alisson lại chỉ vừa mới đáp chuyến bay từ Nam Mỹ trở lại Anh sau loạt trận quốc tế. Chính vì vậy, việc họ có thể đáp ứng đủ yêu cầu về thể lực và có thể ra sân ngay từ đầu hay không vẫn còn đang phải chờ đợi. Một điều lưu ý là sở dĩ cả Man Xanh và Liverpool đều đang cuống cuồng tìm phương án tối ưu đội hình là bởi sự cố bản quyền khiến trận đấu tâm điểm phải đẩy lên đá sớm nhất. Cụ thể, cuộc chạm trán sẽ diễn ra vào lúc 12:30 ngày 25 tháng 11 theo giờ Anh, tức là chỉ sau FIFA Days chừng có 2 ngày thôi. Mà lại đá vào khung giờ trưa như vậy, đó không khác gì cuộc hành xác đối với các cầu thủ hai đội, nhất là với những ngôi sao Nam Mỹ, hay cụ thể hơn là những cầu thủ mang quốc tịch Brazil và Argentina. Họ vừa mới trở lại sau cuộc bạo động tại Maracana, ấy thế mà ngay lập tức phải về Anh đá tiếp 90 phút đầy căng thẳng. Khả năng phải gặp chấn thương là tương đối cao. Vậy nhưng ta vẫn sẽ đặt trường hợp tích cực nhất, đó là các ngôi sao sáng nhất của Man Xanh và Liverpool đều có thể đáp ứng được yêu cầu ra sân. Thế thì trận cầu siêu kinh điển gấp gáp này sẽ lại xuất hiện những điểm nóng vô cùng đáng chú ý. Nếu Haaland thi đấu, anh sẽ có cuộc chạm trán nảy lửa với Virgil van Dijk. Tất nhiên thời điểm hiện tại thì trung vệ người Hà Lan không thể có phong độ cao như trước, song anh vẫn là người thủ lĩnh cực kỳ đáng tin cậy của Liverpool. Dù có đá cặp cùng Konate hay là Matip thì van Dijk vẫn luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Vì Liverpool mới chỉ thủng lưới 10 bàn, ít nhất giải cùng Arsenal
chính là minh chứng cho sự chắc chắn của Virgil van Dijk. Và Haaland với hành trang 13 bàn thắng tại ngoại Anh lúc này hứa hẹn sẽ có ngày thi đấu tương đối nặng đô. Ngược lại bên phía kia trên tuyến, Mohamed Salah vẫn sẽ là nguồn cảm hứng bất tận trong giai điệu rock and roll gegen pressing của thương hiệu Jurgen Klopp. Không những vậy thì dàn pháo của Liverpool cũng nhả đạn tương đối đều đặn. Hai cái tên nhiều khả năng sẽ song hành cùng Salah vào thứ bảy tới trên hàng công là Jota và Nunez đều không phải dạng vừa. Chính vì thế nhiệm vụ của bộ tứ vệ Walker, Ruben Dias, Vardion và Akanji cũng sẽ tương đối vất vả. Tuy nhiên đây cũng là cơ hội để Dias và Vardion thể hiện sự ăn ý cũng như đẳng cấp của mình. Khu trung tuyến thì Szoboszlai và Mark Allister bên phía Liverpool sẽ có cuộc chiến không kém phần thú vị với Phil Foden, Bernardo Silva. Đáng chú ý, tài năng đang chơi lên chân là Jeremy Doku vẫn sẽ là quân bài tâm đắc của Pep Guardiola. Mặc cho thành tích đối đầu giữa hai đội trong 5 trận gần nhất nghiêng về phía Liverpool, khi đội bóng vùng Merseyside thắng 3, họ cũng có đôi chút lợi thế về mặt lực lượng. Tuy nhiên, Man Xanh lại có điểm tựa sân nhà Etihad. Được chơi tại Etihad, nơi mà nhà vua xứ sở sương mù đang có mạch 23 trận toàn thắng trên một đấu trường, nhiều hơn bất kỳ đội bóng Anh nào khác trong kỷ nguyên Premier League từng làm được. Rõ ràng sự tự tin đối với Man City lại được nhân lên gấp bội. Cả Pep và Klopp đều sẽ bước vào trận đại chiến giành ngôi nhất bảng ngoại hạng Anh năm nay với những nỗi lo. Song để đánh giá cái tên nào ở cửa trên, đó chắc chắn vẫn là Manchester City. Nửa xanh thành Man một khi đã ngự trị trên đỉnh bảng xếp hạng, DNA nhà vua sẽ giúp cho họ rất khó để đánh bại. Điều đặc biệt, càng đối đầu với những đại gia trong giai đoạn này thì Man Xanh càng thể hiện bộ mặt đáng sợ của mình. Có cảm giác như thầy trò Guardiola luôn muốn thị uy sức mạnh của tập thể số 1, mà điều đó cần được phô ra rõ ràng trước những kẻ thách thức hùng mạnh. Một điều nữa, Man City thường quá quen với việc phải nhận áp lực dồn dập liên tục. Nỗi lo của họ chỉ thực sự nghiêm trọng khi cả Haaland và Rodri đều không thể ra sân mà thôi. Còn không, cửa thắng của đội chủ nhà vẫn là cao hơn Liverpool. Còn đối với Liverpool, điểm mạnh những hàng tấn công như vũ bão của họ thường hay bị Man City khắc chế. Chả thế mà trong 3 trận gần nhất đối đầu với Man Xanh, Salah và đồng đội chỉ ghi được 4 bàn, trong đó có tới 2 trận ghi 1 bàn. Còn nếu mơ giành được 3 điểm, rất có thể Klopp sẽ phải đổi phong cách thi đấu sang rình rập. Như thế mới có thể mau chóng khiến Man City lộ ra những sai lầm. Rồi cuối cùng mới tung ra đòn bất ngờ khiến đối thủ không kịp trở tay. Tuy vậy, dự đoán về một chiến thắng dành cho The Citizen vẫn nhiều khả năng xảy ra hơn. Vậy còn anh em, dự đoán của anh em về trận đấu hấp dẫn nhất ngoại hạng Anh thời điểm này giữa Man Xanh và Liverpool là như thế nào? Hãy cùng để lại bình luận để hâm nóng trận đại chiến trước giờ cao điểm nha. Còn bây giờ, huấn luyện viên Mai Tài xin chào và hẹn gặp lại. Để hướng đến mùa giải 2023-2024 của bóng đá thế giới, ekip huấn luyện viên Mai Tài cần tuyển 5-7 bạn cộng tác viên cho vị trí sản xuất content, bao gồm content writer và video editor. Yêu cầu đối với content writer: am hiểu về các giải bóng đá hàng đầu châu Âu và bóng đá Việt Nam, nắm bắt tin tức nhanh nhạy, có tư duy sáng tạo về việc lên kịch bản, có khả năng viết lách tốt, văn phong trôi chảy, mạch lạc, không mắc lỗi chính tả, ngữ pháp căn bản, và quan trọng nhất là có nhiệt huyết, đam mê cũng như tinh thần trách nhiệm cao với công việc. Đổi lại, các bạn sẽ có cơ hội nhận được mức thù lao hấp dẫn tương xứng với công sức và chất xám bỏ ra, được tiếp cận với môi trường social media chuyên nghiệp và có cơ hội phát triển, thăng tiến sự nghiệp theo định hướng truyền thông. Anh em có thể tìm hiểu thông tin chi tiết và tham gia ứng tuyển bằng cách liên hệ gửi CV thông qua địa chỉ mail đang hiển thị trên màn hình. Thay mặt ekip, huấn luyện viên Mai Anh Tài xin trọng cảm ơn.